Hôm nay gia chủ có gửi anh em một cái miếng đất giá rất là hợp lý anh chị ơi. Có ngang diện tích đó là 18,5 m, chiều sâu á là 41 m nha. Còn bên tay phải mình chiều sâu ngắn hơn là 39 m. Hiện tại đứng đây là quốc lộ 1A ngay vị trí chợ Dòng Dứa, còn gọi là chợ Huệ nha. Xe rất là nhiều chị ơi. Nằm vị trí đây là hướng bắc nha anh chị. Đất cây lâu năm chưa có thổ cư, hiện tại đã có sổ sẵn rồi, mình có thể mình thương lượng mình công chứng trong ngày luôn nha anh chị. Địa chỉ miếng đất của mình đó là ở ấp Keo, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây mình đi thẳng đường này là anh chị là 6 cây số nữa là sẽ đụng tới thành phố Mỹ Tho. Còn cũng trên đường này mình lại tới ngã tư Đồng Tâm, bẹo trái là lên cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh là 59 km nha, tính từ bến xe miền Tây nha anh chị. Cái hướng ngược lại quốc lộ 1A này thì mình liên thông về cây lệ Cần Thơ, Vĩnh Long nha anh chị. Ở đây có một cái chỗ bán cây giống anh chị đó, lại khoảng 100 m thôi là chuyên bán cây giống ở vị trí quốc lộ A này. Nếu nhiều dìm tay thường ha, mua cây giống là biết chỗ này rất là lớn nha, rất là nhiều chỗ bán ở chỗ này. Ở từ quốc lộ A này á, mình sẽ đi vô đường này nè chị đó, đường này còn gọi là đường huyện lộ 33 chị ha. Đó, thì thẳng hoài vô luôn khoảng là 800 m đổ lại là sẽ đụng tới vị trí đất của mình. Thẳng một đường á chị, đất mình nằm tay trái nha, xin lỗi, nằm tay phải chị ha. Đang quay ngay chỗ vị trí quốc lộ A chạy dưới luôn để cho anh biết vị trí rất là thuận lợi. Nếu mình ở Sài Gòn về hay là thành phố Mỹ Tho về là cùng chiều bên tay phải luôn đó, bẹo phải vô là một đường là tới vị trí đất của mình. Đã về đây mình cất cái nhà nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Và ở đây gần tiện ích, gần đây là có chợ đây nè, có trường học, rồi ủy ban, trạm y tế ngay vị trí đây luôn, thì có 800 m đổ lại thôi. Rồi giờ em sẽ xin mời anh chị ha, giờ em sẽ chạy xe máy từ vị trí quốc lộ A chạy Dòng Dứa này vô tới đất luôn cho mình thông quan đường xá và hàng xóm nha. Để em lấy xe máy chị ha. Hiện tại em đang quen buổi trưa á chị, nếu buổi sáng thì rất là đông anh chị ha, chợ này rất là đông. Giờ em đang quen buổi trưa thì chợ bắt đầu tan rồi chị ha. Chợ này tự phát rất là lâu năm rồi chị ha. Thì xưa ta gọi đây là chợ Huệ chị, giờ ta gọi là chợ Dòng Dứa chị ha. Đó, về đây mình cất nhà ở, mình đi ra đây là chợ buôn bán hay là mình mua đồ ăn rồi đó chị, rất là tiện luôn. Và trường hợp mình nằm bên tay phải mình đây chị, buổi sáng là đông lắm nha chị ha. Tại em đang qua quay trưa chợ bắt đầu cũng bớt người mua đồ ăn rồi, giờ 11 giờ mấy rồi chị ơi, hơi trưa rồi. Em chạy chậm để cho mình quan sát đường xá và hàng xóm chị ha. Tính từ chỗ đứng nãy vô tới đất mình chúng ta 800 m đó chị, gần cây số rồi. Cái đường huyện Tây Ba này á, mình đi thẳng hoài luôn khoảng là 4 cây số là sẽ đụng tới đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha anh chị. Đường này về Tâm Hiệp nè, về cầu Chợ Bưng nè, về Tân Phước đều được hết nha. Nó liên thông rất là nhiều đường, nhiều xã nha anh chị. Rồi tới đây mình không có quẹo trái nha chị ha. Quẹo trái thì theo con đường huyện lộ 33 đó, mình không quẹo trái tại đây, có mình đi thẳng luôn đó. Đây là huyện 33 đi thẳng không quẹo, đây mình đi thẳng luôn, thẳng là đây là đường Đam đó. Đường Đam này còn gọi là ấp Văn Hóa, ấp Keo, cho xe là 1,5 tấn mình lưu thông nha. Đó, chạy đoạn đó là tới đất mình nằm tới phải rồi. Trước đất mình á thì có đèn đường nè, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết nhanh chạy. Gia đình này có xe ô tô, xe tải đó tới vị trí đất luôn nha. Đường này cho 1,5 tấn mình lưu thông, đường trong cổng, đường thông nhanh chạy. Ở đây mình xài nước ngọt quanh năm, không có mặn, không có nhiễm đèn luôn, nên anh chị cũng rất là yên tâm ha.
giá thì gia chủ ký gửi là 950 triệu, hết tính đất luôn anh chị. Em thấy mặt tiền cũng rộng rãi 18m5, chỉ có thể xây được là 2 căn nhà, rất là rộng, rất là lớn luôn anh chị. Chứ không chỉ xây 1 căn, bên tay trái hay bên tay phải gì đó, để sau này lúc con cái mình ở Sài Gòn anh chị không thích ở Sài Gòn nữa thì thích về ở cha mẹ thì mình cho để cất nhà gần gũi cha mẹ ha. Em chạy chậm nha chị ha, không phải chạy nhanh, nó khoảng là 800 đến 900 mét à chị, chứ không có xa anh chị ha, chạy chậm chậm để mình coi cho kỹ sợ nó bị ao nét anh chị nha. Rồi mình đã tới rồi chị ha, để đậu xe lại chỉ ranh giới cho mình nắm nha. Ok, mình đất mình được có thẩm mỹ xì ba anh chị ha. Hiện tại thì miếng đất của chủ anh chị thì cũng ở thành phố Mỹ Tho đây thôi đó, thì cũng khoảng 7-8 cây là tới nhà của chủ rồi, mà chủ cần bán nên không có lên đây trồng cây trái hay là canh tác ha, nên là một miếng đất trống. Hồi xưa là có dừa nhưng mà chủ đã đốn hết rồi, định xây nhà gì đây ở đó, nhưng mà giờ kẹt tiền cô mới ký gửi bên em bán gấp chị ha. Đây đường rất là rộng chị không đó, đường 1,5 tấn mình chạy luôn á, mình đi thẳng trước màn hình nè chị thấy không, em gom gần lại chị thấy luôn nè, chỉ có 150 mét thôi là sẽ đụng tới đường nhựa rồi đó. Đường nhựa về phải thì về liên thông về thành phố Hồ Chí Minh, về cao tốc, còn về trái về Long Định nha anh chị. Thì dân cư cũng rất là đông chứ không có vắng nha. Rồi ranh giới mình từ vị trí ở bên tay phải chị, có hàng rào chị ha, qua bên tay trái mình là 18m5. Đất mình nó không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì hết nha. Xung quanh cũng không có luôn. Đó, một cái đất rất là đẹp, nhưng mà con cái là về cải tạo là mới đẹp chị ha. Tại chỗ không canh tác á. Đó, về kêu cô Ben ban lại. Ban lại nhìn nó mới trống, nó nhìn nó sáng chị ha. Tại vì đất mà mình không canh tác thì đương nhiên là cỏ rất là nhiều rồi, rất là âm tầm anh chị ha. Rồi qua bên đây anh chị, qua bên tay trái nè, có rào sẵn anh chị ha, dài ở phía sau thì cách khoảng 5m thì có cái trụ bê tông chưa kéo lưới, phía sau thì cũng có 2 trụ canh bên trái bên phải rồi, kế bên cũng có nhà ở cho hàng xóm mình đây. Rồi để quay lại cái mặt tiền 18m5 một lần nữa mình xem nha. Đây cũng rộng rãi thông thoáng anh chị ha. Hiện tại đã có sổ sẵn rồi, mình có thể mình thương lượng mình công chứng trong ngày luôn anh chị ha, hay là anh chị về đây đặt cọc nha anh chị. Chủ thì không có lên đây thường nên dân đây cũng liền cỏ liền gác rất là nhiều anh chị ha, thì mình về mình khi cô be mình làm lại đất mình mới nó mới sáng được anh chị ha. Rồi mình xây nhà ở mình bơm một chút cát nữa ở trước cái nền nhà của mình, còn phía sau mình khỏi anh chị ha, phía sau mình ban bằng phẳng mình trồng cây trái thôi, như trồng sầu riêng, mít thái, bưởi và một số cây trái mình ưa thích mình trồng vô nha. Tại đất ở xã Long Định này á thì dùng đất này á trồng trội trái cây nào cũng được hết, phù hợp hết, nên mình cũng rất là yên tâm nữa anh chị ha. Và mình không có làm cái ao giống vậy đó, mình phía sau mình đào cái ao ngang anh chị ha, ngang một xíu để mình nuôi cá nè, thì mình có thể lấy nước sinh hoạt rất là tiện luôn. Và đặc biệt phía sau có một cái đường nước công cộng chị, đường nước công cộng 2m đó, nên mình lấy nước ra vô rất là tiện nữa. Đây mình được 3 lít và 2 cái mương nhỏ nè, mương này có khoảng 1,5 mét thôi đó. Bên kia cũng có cái mương nữa, chính giữa thì lít ở chỗ đây nó lít nữa nè. Em sẽ đi ra cái ranh cuối cùng luôn ha, để quyết hàng nắm gõ ranh giới luôn nha. Cái miếng đất mình thì có 2 cái quyết điểm. Một là quyết điểm là đất mình á phía sau á chị hơi tớp hậu, phía sau có 16m thôi, còn trước cái mặt tiền đường đan ô tô mình là 18m5. Còn quyết điểm thứ hai là đất mình á thì mình về mình phải cải tạo đất lại, mình kêu cô bé mình làm lại chị ha. Thì đất này đất xưa giờ ông bà đó, thì chưa cải tạo chưa qua đầu tư, nên mình về mình phải cải tạo, kêu cô bé làm lại chị ha. Nè, xa xa cách khoảng 5m thì có trụ bê tông vậy anh chị, dài phía sau đó mình về mình phải kéo rào ranh giới lại chị ha.
đó. Rồi xong mình cất nhà nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời, nếu con cái mình có xe ô tô mà về thăm mình á thì cũng rất là tiện đó, đậu ở trong sân luôn ha. Đây cái trụ bê tông ranh giới cuối cùng của chiều sâu bên tay trái nha, và đây là đường nước công cộng, em nói đây là 2m 2,5m nè. Đường nước công cộng này á, thì phía sau đây á, thì có lộ giới là 5m nha chị. Lộ giới phía sau thì không có quan trọng anh chị ha. Có đường nước công cộng là rất là tuyệt vời rồi. Lấy nước ra vô ha. Lộ giới đây anh chị có thể mình không xây kiên cố, mình có thể gồng trâu sạch làm cái ao nuôi cá chị ha. Em quay rất là kỹ ha, thì cũng mong cô chú anh chị cố gắng xem hết video của em để nắm được cái thông tin miếng đất để mình mua về đây cất nhà ở nha anh chị. Đây có trụ bê tông đó. Giờ cỏ đây cao quá em không qua được, anh chị cũng thông cảm nha. Đó, có cây cao khoảng 2m chị, nằm hút trong kìa. Đó, hơi xa mà cỏ hơi che khuất xíu. Rồi hiện tại đứng đây là ranh giới cuối cùng của đất của mình nha anh chị ha. Rồi đến đây tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái miếng đất nằm ở ấp Keo, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em số thoại hình. Bên em có nhân viên dẫn câu trực tiếp và gặp chính chủ để thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 950 triệu thôi. Sở hữu miếng đất nằm ở đường xe 1,5 tấn lưu thông công cộng, cách đường nhựa chỉ có 150m thôi, cách chợ Dòng Dứa quốc lộ A là khoảng 800-900m ha. Lên tổng diện tích là 691,8 m² nha chị. Quý thèn cũng đừng quên bấm một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác của em, để em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào và hẹn gặp anh chị ở phần video tiếp theo.